Các nhóm đã biên soạn tốt màn kịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập 3. Cô mời một bạn đọc nội dung của bài tập 3. Mời bạn Thu Thảo. Em con xin đọc, Vân Mai đọc lại ở diễn thử màn kịch trên. Theo yêu cầu của bài tập, chúng ta có thể chọn một trong hai cách. Cách thứ nhất là phân vai đọc lại. Cách này dễ hơn. Cách thứ hai là diễn thử màn kịch. Cách này hay nhưng khó hơn. Thế theo các em thì cần mấy vai để phân vai đọc hoặc diễn màn kịch này? Cô mời bạn Hiệp. Em thưa cô, cần diễn màn kịch này ta cần 4 nhân vật. Đó là nhân vật Trần Thủ Độ, Phú Nông, mấy anh lính và người dẫn chuyện. Chỉ cần một anh lính thôi nhá, theo cô chỉ cần một anh lính. Thế em có biết người dẫn chuyện sẽ làm việc gì không? Cô mời bạn My. Em thưa cô, người dẫn chuyện sẽ giới thiệu tên nhân vật cảnh trí, thời gian. Nếu bạn quên lời đối thoại, người dẫn chuyện sẽ nhắc lời cho bạn. À đúng rồi đấy. Thế bây giờ cô muốn hỏi các nhóm, nhóm nào chọn hình thức đọc phân vai màn kịch này? À, chỉ có một nhóm, đó là nhóm của bạn Phương. Thế nhóm nào chọn hình thức diễn màn kịch này? À, cả 7 nhóm còn lại. Tốt lắm, mời các em ngồi bỏ tay. Cô muốn hỏi các nhóm chọn diễn màn kịch có chuẩn bị sẵn trang phục cho mình không? Nhóm nào chuẩn bị? À, có 2 nhóm chuẩn bị. Các nhóm khác có không? À, mời các em bỏ tay xuống. Dù không có trang phục hay có trang phục thì các em vẫn có thể diễn rất là hay. Bởi vì điều quan trọng nhất là phải nhập vai và thể hiện đúng tính cách của nhân vật. Và sau đây là tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể hiện màn kịch. Cô mời một bạn đọc giúp cô tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể hiện màn kịch. Mời bạn Diệu Linh. Em thưa cô, em đọc tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể hiện màn kịch. Kịch bản hợp lý, các nhân vật phối hợp nhịp nhàng, đọc hoặc nói kịp thời các lượt lời, giọng đọc, giọng nói tự nhiên, thể hiện đúng tính cách nhân vật, gây ấn tượng về một màn kịch sinh động, hấp dẫn. Và cô muốn nhắc các em một điều nữa, đó là các bạn đóng vai lính Phú Nông và Trần Thủ Độ, cố gắng đối thoại thật tự nhiên, và nếu có quên lời của nhóm mình đã viết thì các em có thể diễn đạt lại theo lời của mình, không cần quá phụ thuộc vào lời mà nhóm đã viết. Và trước khi trình bày màn kịch của mình thì các em cần giới thiệu từng nhân vật mà mỗi bạn nhập vai. Các em nhớ chưa nào? Sau đây cô xin mời các nhóm hãy tự phân vai, đọc hoặc diễn lại màn kịch này. Thời gian cho mỗi nhóm chuẩn bị trước khi dự thi là 5 phút. Mời các nhóm bắt đầu làm việc. Thời gian chuẩn bị, mời các nhóm về chỗ nào. Cô thấy cả 8 nhóm đều rất tích cực chuẩn bị cho phần dự thi của nhóm mình. Và cô hy vọng rằng hôm nay cô sẽ được xem phần trình diễn thật đặc sắc của các nhóm nhé. Thế bây giờ trước khi các em lên trình diễn và thi thì cô nhắc là khi lên đây nói, các em cố gắng trình bày giọng thật to, rõ ràng để cả lớp cùng theo dõi. Và những bạn cần diễn kịch thì các em cố gắng đứng quay mặt xuống dưới một chút để cho các bạn dễ theo dõi. Chúng mình có đồng ý không? Có ạ.
Thế bây giờ nhóm nào muốn lên nào? Hôm nay chỉ có một nhóm chọn cách đọc phần vai, cô mời nhóm đó trước nào. Các em hãy chú ý theo dõi để chúng ta còn bình ra nhóm nào thể hiện tốt nhất và diễn viên nào xuất sắc nhất nhé. Tôi xin giới thiệu vở kịch Xin Hải Sư Tha Cho. Nhân vật bạn Gia Bách trong vai Trần Thủ Độ, bạn Bảo Anh trong vai lính, bạn Thu Vương trong vai Phú Nông. Cảnh trí: công đường có đặt một án thư lớn, trên án thư có hộp bút, vài cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi viết bên án thư, hai bên có mấy người lính đứng cung kính. Thời gian buổi sáng. Bẩm giáo sư, người nhà phu nhân đã tới rồi ạ. Cho anh ta vào. Lính đi ra, sau đó dẫn vào một người khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu, nhưng hơi quê kịch. Lạy đức ông, ngươi có phải là Đặng Văn Xỉu không? Bẩm thái sư, dạ là con đây ạ. Ta nghe phu nhân nói, ngươi muốn xin làm chữ câu đương, đúng vậy không? Dạ, dạ, đúng như thái sư nói đấy ạ, xin thái sư giúp con thỏa nguyện ước. Ngươi biết câu đương làm những gì? Dạ, bẩm, con phải đi bắt người ạ. Ngươi biết kẻ nào là tội phạm mà bắt? Dạ, bẩm, con thấy kẻ nào không nghe lời con là con bắt luôn. Thế đấy, thì ra ngươi hiểu chức phận thế đấy. Thôi được, để tình phu nhân, ta sẽ cho ngươi thỏa án nước. Nhưng có điều, chức câu đương của ngươi là do phu nhân ta xin cho, nên không thể ví như các câu đương khác được. Vì vậy, ta phải chặt một ngón chân của ngươi để phân biệt. Lính đầu! Dạ, đức ông bảo gì con cơ ạ? Ấy chết, sao cơ ạ? Thái sư bảo gì cơ ạ? Ngươi tưởng phép nước là chuyện đùa chăng? Dạ, con biết tội của con rồi ạ. Xin đức ông tha cho con. Ta đã để tình phu nhân cho ngươi làm câu đương đấy thôi. Chỉ chặt một ngón chân để phân biệt thôi mà. Dạ, con không dám xin chức này nữa đâu ạ. Xin thái sư tha tội cho con. Xin thái sư tha tội cho con. Thôi được rồi, ngươi đã biết tội là được. Hãy về nhà mà lo làm ăn và làm một người dân tốt, lương thiện đi. Dạ, con xin đa tạ đức ông. Con xin đa tạ đức ông. Nào bây giờ cô muốn nghe lời nhận xét về phần thể hiện màn kịch của nhóm bạn Hiệp. Cô mời bạn Thanh Long nào. Em thưa cô, kịch bản nhóm bạn đã rất hay và các nhân vật đóng rất diễn cảm, phối hợp với nhau rất ăn ý.
loại hoa mà em thấy con còn thấy có những loại hoa héo người ta vứt đi ạ. À, hoa héo người ta cắm không dùng được nữa rồi người ta vứt ra ngoài hả? Hoa lại còn có ý kiến gì bổ sung nữa nè? À, giày bị hỏng người ta không sử dụng nữa, người ta vứt đi cái gì? À, thế Minh, con có bổ sung gì không? Con bổ sung là bát đĩa vỡ. À, cả con nhìn thấy cả bát đĩa vỡ nữa. Hoa nào? Con bổ sung ở những loại rác em thấy là vỏ bao thuốc lá nữa. À, cả vỏ bao thuốc lá nữa. Thế bây giờ cô thấy các con nhìn thấy rất là nhiều rác ở xung quanh trường học, nhưng mà người gây ra rác thì các con lại chỉ kể là có một vài học sinh ăn quà xong thì vứt luôn rác xuống vỉa hè. Thế còn những loại rác, ví dụ các con vừa kể như bát đĩa vỡ này, rồi hoa héo này, rồi cọng rau này, và một số những vật không dùng được nữa, thì ai là người gây ra rác đó đấy? Cô mời Minh nào. Cô và các hộ dân đi nhặt rau xong, vứt cọng để cọng rau ra ngoài vỉa hè. À, đấy là phần điều tra của con. Cô mời bạn Duy nào. Cô có những cả hộ dân, những loại rau người ta không dùng được nữa thì người ta vứt luôn ra ngoài được. À, nhóm 3, nhóm 4 còn có ý kiến bổ sung gì nữa không đấy? Cô mời Bích nào. Thưa cô, các hộ dân khi cầm rau, nhặt cầm rau xong, mọi người thường vứt sang nhà hàng xóm. À, con lại nhìn thấy có người còn vứt cả sang nhà hàng xóm à? Vừa xong các con đã thảo luận kết quả điều tra, các con đã chứng kiến, đã nhìn được vấn đề rác thải ở xung quanh trường học. Còn ai có ý kiến bổ sung nữa không? Bây giờ cô mời đại diện của nhóm 5, nhóm 6 lên trình bày kết quả điều tra vấn đề rác thải ở nơi em sống. Cô mời Kiên nào. Vâng thưa cô, con xin thay mặt cho nhóm 5, nhóm 6 trình bày kết quả điều tra nội dung vấn đề rác thải ở nơi em sống. Một, những nơi thường có rác: thùng rác, đống rãnh, chợ, vỉa hè, bãi rác công cộng, lề đường, ngõ hẻm, sông hồ, trước cửa ngõ. Hai, những loại rác em thấy: vỏ hộp sữa, túi ni lông, giấy, bìa, tờ rơi, đá cao su, vỏ chuối, cọng rau dừa, đá mía, vỏ trái cây, mảnh chai, xác động vật, đá khô, vỏ kẹo, thủy tinh, nhựa, đồ nhôm, đồ sứ. Ba, ai là người gây ra rác? Một số người uống sữa xong vứt rác xuống vỉa hè, nhặt rau xong thường cuống vứt ra lề đường, khi ăn cơm thường, thì vứt bừa bãi. Người dân, trẻ em, người bán hàng. Bốn, cách xử lý rác thải: chúng ta vứt rác vào thùng, các loại rác làm lại được thì làm lại, xác của động vật mang đi chôn. Các hộ dân vứt rác vào thùng, công ty vệ sinh mang đi ủ, tái chế, tiêu hủy. Mọi người vứt rác vào thùng rác rồi chờ xe rác đến để đổ. À, cô cảm ơn. Đấy, các con đã được nghe bạn Kiên thay mặt cho nhóm 5, nhóm 6 vừa trình bày kết quả điều tra của các bạn về vấn đề rác thải ở nơi em sống. Thế các nhóm khác có ý kiến gì bổ sung cho nhóm 5 và nhóm 6 không? Cô mời Uyên nào. Con bổ sung cho nhóm 5, nhóm 6 về vấn đề rác thải ở nơi em sống. Nhưng nơi thường có rác còn có cả gốc cây nữa. À, cả gốc cây nữa. Cô mời Bích nào. Con bổ sung câu 1, những nơi thường có rác là bệnh viện, nhà ga, bến xe nữa. À, ở bệnh viện, ở nhà ga và bến xe con có nhìn thấy rác ở đấy nữa. Cô mời Nga, con có bổ sung ý kiến gì nào? Con bổ sung câu 1, những nơi thường có rác là quán ăn, còn là ven sông nữa. À, quán ăn, ven sông. Nào, cô mời Hà Duy nào. Con bổ sung câu 2 là chai rượu bị vỡ. À, con nhìn thấy loại rác đấy là vỏ chai rượu bị vỡ. Hiệp, con có ý kiến gì đấy? Cô là con bổ sung là ai là người gây ra rác?
thì một số người ăn những con sung đổ các kẹo ma thường đổ các con đổ nào Minh cho con kiến gì đó những nơi thường có rác con thấy ở đâu nữa này? À ở đằng sau nhà, nơi mà ít người qua lại đúng không? Cô mời Hoa nào, con có ý kiến gì? Con bổ sung là những loại rác em thấy, còn cả những cái xô bị hỏng nữa. À những cái xô bị hỏng, rồi. Cô mời Xuân Anh nào? Con thưa cô, con bổ sung một phần những loại rác em thấy là chân ghế gỗ bị gãy. À cả chân ghế gỗ bị gãy. Thế là các con đã nhìn thấy rất là nhiều rác. Các con lại nhìn thấy cả những hiện tượng vứt rác ra ngoài đường. Thì cô thấy là ở nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, nhóm 6 các con còn nhìn thấy có cả xác súc vật chết nữa. Thế các con có thể nói rõ cho cô và các bạn nghe xem con nhìn thấy con vật xác của con vật nào. Cô mời bạn Lan Anh nào. Con thưa cô, con nhìn thấy xác động vật chết là con chuột chết, con chuột què ạ. À, con chuột chết, con chuột què. Cô mời Duy, con nhìn thấy xác của con vật nào? Con nhìn thấy xác của con vật con gà bị chết ạ. À, con gà nó bị chết. Cô mời bạn Thủy Anh nào? Con thưa cô là con mèo chết ạ. À, cả con mèo chết nữa. Cô mời Nga nào? Con thưa cô là con ruồi chết nữa. À, cả con ruồi chết. Rồi, như vậy là các con đã nhìn thấy người ta vứt rất là nhiều xác động, các loại xác động vật ra ngoài đường. Thì qua cái bài điều tra này, cô thấy các con đã tổng hợp được rất là nhiều ý kiến và các con điều tra rất tốt. Thế làm cách nào mà con lại làm được kết quả điều tra như vậy? Vậy cô mời bạn Phúc nào. Con có kết quả điều tra như vậy bởi vì con quan sát thực tế và con hỏi bố mẹ nữa ạ. À, con quan sát thực tế này, con có thể hỏi bố mẹ này. Thế còn Nhật Minh? Con có xem trên báo, đài, vô tuyến nữa. À, con còn đọc cả báo, cả đài, cả trên vô tuyến nữa. À, để làm được kết quả điều tra như này, hẳn là các con làm tốt. À, cô rất là khen tinh thần điều tra của các con. Qua cái việc điều tra, các con thấy rằng là có xuất hiện rất là nhiều giấy rác này, rồi rất là nhiều những cái con vật chết, xác súc vật chết mà người ta vứt ra. Thế con có suy nghĩ gì về hiện tượng con người còn vứt rác bừa bãi như thế? Nào, con có suy nghĩ gì về hiện tượng rác thải được vứt bừa bãi như vậy nào? Cô mời Hoa nào. Con đưa cô, con đã có suy nghĩ khi thấy người là các hộ dân vẫn còn vứt rác bừa bãi thì không khí sẽ bị ô nhiễm, không có lợi cho sức khỏe. À, cô cảm ơn con. Còn ai có suy nghĩ gì trước cái hiện tượng mà rác thải vứt bừa bãi như thế nào? Cô mời bạn Thu nào. Con là cô, con có suy nghĩ trước các hiện tượng vứt rác bừa bãi như thế là đường phố sẽ không được sạch sẽ đẹp. Con có nhận xét gì về ý thức của những người dân mà vứt rác thải ra đường? Cô mời bạn Linh nào. Con là cô, con có suy nghĩ là các hộ dân không có ý thức vứt rác ra đường là nơi đó sẽ bị ô nhiễm và nhiều carbonic ạ. À, làm ô nhiễm môi trường của chúng ta. Cô mời bạn Hiệp nào. Cô, con nghĩ là những người vứt rác bừa bãi là những người chưa biết giữ vệ sinh môi trường, cần được giúp đỡ. Trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn có nhiều người là chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mà chúng ta cần phải có ý kiến, góp ý với họ. Như là bạn ý kiến của bạn Hiệp vừa xong là cô thấy bạn nói rất là tốt. Qua việc điều tra này, thì các con có nhận xét gì về những hiện tượng người dân còn vứt rác ra đường? Việc làm đó đúng hay là sai nào? Cô mời bạn Bích nào. Con thưa cô, việc làm đó là sai. À, việc làm đó là sai. Ai có ý kiến gì không? Cô mời Hoa nào. Con thưa cô, nếu các hộ dân vứt rác bừa bãi thì việc làm đó là sai ạ. À, các con cho rằng việc làm đó là sai, con có thể giải thích rõ hơn cho cô biết là sai ở chỗ nào không? Vì sao sai? Vì sao con cho rằng việc làm đấy là sai? Cô mời Thủy Anh nào. Con thưa cô, việc làm đấy là sai vì mọi người dân vứt rác xuống đường sẽ làm cho không khí không trong lạnh mà đường phố không sạch đẹp ạ. À, cô cảm ơn con. Ai còn có ý kiến gì nữa không? À, cô mời bạn Thu nào. Con thưa cô,
cô, việc làm đó sai. Vì nếu mọi người dân vứt rác ra đường thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người ạ. À, sẽ ảnh hưởng đến đời sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Bây giờ các con có cảm giác gì khi mình phải đi qua những cái đống rác? À, cô thấy ở cái nội dung nhóm 3, nhóm 4 các bạn cũng đã nói là những nơi thường có rác còn có những cái đống rác chung ở đầu ngõ hẻm. Đấy. Con có cảm giác gì khi mình đi qua những nơi mà có cái đống rác như vậy? Cô mời bạn Lan Hương nào. Con cảm thấy khó chịu khi đi qua đống rác. À, con cảm thấy rất là khó chịu. Thế cảm giác của bạn khác nào. Cô mời bạn Linh nào. Con cảm thấy đi qua đống rác đấy nó rất hôi ạ. À, nó rất là hôi. À, cô mời bạn Bích nào. Thưa cô, cảm giác của con khi đi qua đống rác như là bị tắc thở. À, như là bị tắc thở, khó chịu đến mức mà căn bản bạn phải nhịn thở, cho nên là bạn rất là khó chịu. Đấy. Cô mời bạn Yên nào. Thưa cô, cảm giác của con khi đi qua đống rác là mùi hôi thối bốc lên và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh ạ. Cô cảm ơn con. Các con nhận xét rất là đúng, ý kiến của các con rất là đúng. Bởi vì trong cái đống rác đấy có những loại rác dễ bị thối rữa, có nhiều vi khuẩn gây bệnh, có hại. Đấy. Thế ở trong cái đống rác đấy con có biết là có những cái sinh vật nào mà nó thường sống ở đấy không? Cô mời Lan Hương mà. Không, cô, trong đống rác đấy con thường là những sinh vật là rán, ruồi ạ. À, con nhìn thấy rán, ruồi. Gì nữa nào, cô mời Lan Anh nào. Con thưa cô, con còn nhìn thấy chuột ạ. À, nhìn thấy chuột. Cô mời bạn Kiên nào. Con thưa cô, nhìn thấy muỗi ạ. À, đúng rồi, rất là tốt. Ở những cái đống rác đấy, ngoài những vi khuẩn gây hại, còn có những cái con vật rán này, ruồi này, rồi muỗi này, chuột này. Các con có biết là những con vật này có hại gì đối với con người không? Cô mời bạn Phúc nào. Con thưa cô, những con vật này là con vật chung gian truyền bệnh cho người ạ. À, đấy, bạn Phúc nói rất là tốt. Đó là những cái con vật trung gian gây bệnh cho người. Ví dụ con chuột thì truyền bệnh dịch hạch này. Rồi con ruồi nó đậu vào đống rác, sau đó thì nó lại đậu vào thức ăn của các bà bán hàng. Rồi vô tình chúng ta ăn